Xin chào gửi các bác và anh em. Buổi sáng hôm nay thì em tập trung vào cài chiếc băng số X5 để gửi cho em ở Hưng Yên. Và từ trước nay thì có rất nhiều các anh em đã mua băng số đời X của em, từ X3 cho đến X10. Và cũng có rất nhiều các anh em là gửi băng số đời X đến cho em căn chỉnh. Và gần đây thì có rất nhiều các anh em là thích hát một chất âm dì vợt ở trên cái dòng băng số từ X3, X10. Thì hôm nay nhân tiện là căn chỉnh chiếc băng số này, thì em có thể chia sẻ với lại toàn thể các anh em đang sử dụng dòng vang số đời X từ X3 đến X10, có thể là áp dụng một cái cấu hình dì vợt mà em căn chỉnh cho các bác và anh em. Thì đối với dòng X3, X10 ấy, thì nó cũng tương đồng, và chú này đang sử dụng cho loa BMB2000C, một cái dòng loa hàng chuyên dụng karaoke, loa nằm bắt với mút trùng giấy đắp giấy. Thế nhưng mà em vẫn có thể là làm được một cái chất âm khá tốt ở trên cái dòng loa BMB. Thì đây là một cấu hình dì vợt này. Trước tiên thì em sẽ mở một cái bài nhạc để cho các anh em nghe được là chất âm ở trên BMB nhé. Đây là đang mở trên BMB này. Anh còn nhắc tên tôi. Đời anh có vui, thời gian qua mong tìm anh nơi đâu, tôi vì thôi. Phần nhạc thì phiên phiến vậy. Thế còn bây giờ là cái phần mic này. Đây là thử một cấu hình dì vợt ở trên loa BMB này. Một, bây giờ sẽ cho mic to lên một chút nhé. Mic để có 20 thôi. BB thì nó ăn nặng công suất, để lên 35 này. Mic để 35 nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4, 7, 10, 2, 3, 5, 6, 9, 1, 2, 6, 9, 4, 7, 10, 2, 3, 5, 6, 9, 1, 2, 6, 9. Vừa rồi thì thử trên cục đẩy này với loa BMB. Thế còn bây giờ như vậy là sẽ tắt cục đẩy này đi này. Và bây giờ sẽ mở ở trên loa JBL nhé, để các anh em nghe là cái chất âm ở trên JBL. Đây là loa JBL. Còn vừa rồi thì em mở cục đẩy kia là cái nối loa BMB. Còn bây giờ là trên JBL nhé. Và vẫn cái cấu hình dì vợt này, để các anh em thấy được cái sự tương đồng nhé. Một, bởi vì loa full ấy thì cái độ nhạy, độ lớn nó sẽ nhiều hơn. Cho nên để 30 nhé. Để 30 này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4, 7, 10, 2, 3, 5, 6, 9, 1, 2, 6, 9, 1, 2, 6. Thế thì bây giờ bắt đầu đi vào từng phần một nhé. Một cái vấn đề là khi làm phần music nó ảnh hưởng đến chất âm của cái phần mic. Khi làm phần music sẽ ảnh hưởng đến chất âm của phần mic. Các anh em lưu ý một điều như thế nhé. Trên tất cả các cái dòng vang số, kể cả là chiếc vang số DB Max cũng như là DB S800 Plus là hàng mới bây giờ. Chiếc vang số trên Đồng Nai là chiếc vang số DB S800 Plus cũng như là chiếc vang số DB Max đời rất là lâu rồi, cũng như là dòng vang số X5 đời lâu rồi nhá. Làm nhạc nó ảnh hưởng đến mic. Đấy là một cái mà các anh em có thể là thử nghiệm thông qua cái việc mà em chia sẻ các anh em, sau đó các anh em có thể là thay đổi nhá. Thì trong cái phần music này thì đặt cái độ lớn là 3 là đẹp nhá. Khi chúng ta đặt 0, 3 và 6, đặt 3 là đẹp. Đặt 3 là đẹp này. Trong phần music các anh em có thể là tham khảo về cái giải quay dơ này. Kể cả giá trị quy nhá, kể cả là giá trị quy em đặt ở đây ấy là mang chất chủ định. Cũng đang có hiện tượng cúng cúng đấy. Kể cả là giá trị quy này là như vậy là cũng đặt theo một tính chất chủ định nhá. Cho nên là khi mà thay đổi cái giá trị quy này á là cái phần mic nó cũng bị ảnh hưởng nhá. Cái điều này thì em chia sẻ các anh em, có khi nhiều các anh em lại không tin. Không tin là tại sao làm nhạc lại ảnh hưởng đến mic? Tại sao làm nhạc lại ảnh hưởng đến mic? Mà thậm chí là như vậy là thay đổi giá trị quy là nó ảnh hưởng đến chất âm của phần mic nhá. Đây là một cái cấu hình mà các anh em khi căn chỉnh bằng tay cũng có thể áp dụng được. Các anh em có thể chụp ảnh màn hình, sau đó như vậy là sẽ căn chỉnh
thông qua các cái phím chức năng ở trên mặt máy nhé. Đây là các cái tần số mà em mang chất là chủ định này, giá trị quy mang chất chủ định. Tiếp đến là cái phần mic này, đây là phần mic. Các bác thấy rằng là vang số đầy X là một cái răng vang số mà nó cũng không phải là sáng âm, cho nên rằng là khi chúng ta làm ấy là chúng ta giảm âm thấp, chúng ta giảm âm thấp để cho sáng âm nhé. Khi làm vang số là phải giảm âm thấp để cho sáng âm, chứ không phải là như vậy là chúng ta thích sáng âm chúng ta tăng giải cao đâu. Các bác đấy, các bác thấy rằng là ở cái giải cao ấy là không tăng một tí nào nhé. À, có một điểm tăng thôi, 14.800 tăng cái gain là có 1 decibel thôi, 14.800 là tăng có 1 decibel thôi, còn lại là toàn bộ là giảm. Các bác thấy rằng cái giải quay dơ của cái dòng X này là em giảm nhé. Đây, các bác sẽ lưu ý từ cái vấn đề mà như vậy là làm cái limit đầu vào nhé. Hôm nay thì em sẽ chia sẻ kỹ một cái cấu hình dì vọt để cho các anh em có thể là áp dụng được, và kể cả là căn chỉnh bằng tay, bởi vì cái dòng X ấy là căn chỉnh full chức năng trên mặt máy. Thế cho nên các anh em có thể là áp dụng 100% cái cấu hình em làm, thì có làm cái limit đầu vào này, cái này là 1.6 nhá, cái tỷ lệ này là 1.6 này, để 1.6 này, cái zenith là nhân 8 này, aspect là 23 mili giây, và cái limit là âm 5 nhá. Thì các anh em có thể là lùi cái tần số cắt thấp này xuống một chút này, tùy theo nhá. Nếu các anh em mà muốn sáng âm hơn thì các anh em có thể là đưa cái tần số cắt thấp này cao lên, và muốn dày tiếng có thể là để lùi xuống nhá. Hiện giờ đang để 71.5, nhưng các anh em có thể là đưa lùi lên, nhưng không quá 100 nhá. Trên vang số thì cắt thấp là không bao giờ quá 100. Hiện giờ đang là 71.5. Thế còn các anh em muốn dày tiếng, các anh em có thể lùi lại nhá. Đấy là một cái mà các anh em có thể là tham khảo. 71.5 này. Đây là toàn bộ giải equalizer của cái phần mic ở trên dòng vang số đời X, từ X3 cho đến X10. Và các anh em lưu ý cả giá trị Q nhá. Lưu ý cả giá trị Q. Đây là phần mic này. Tiếp đến là cái phần effect. Đây là một cấu hình 100% dì vợt. Đây là một cấu hình 100% dì vợt, cho nên là em cho không dùng này. Em cho không dùng. Và có thể xê dịch ở cái DJ này nhá. Bởi cái này nó liên quan đến mic này. Có thể là xê dịch ở cái DJ này. Bởi vì nó liên quan đến cái độ chân thật tự nhiên, cho nên rằng chúng ta sẽ thay đổi ở cái E cho DJ và cái dì vợt DJ nhá. Các anh em nếu áp dụng theo em ấy, có thể thay đổi ở cái dì vợt DJ này và E cho DJ. Còn đây là toàn bộ thông số ở trong phần effect. Và đây là một cấu hình dì vợt cho nên là không sử dụng và e cho nhá. Tiếp đến là phần main. Phần main thì nó liên quan đến vấn đề là độ lớn của music này. Kể cả là chúng ta thay đổi cái độ lớn này nhá, là nó ảnh hưởng đến chất âm của cái phần mic và phần effect. Khi chúng ta thay đổi cái độ lớn này là nó cũng ảnh hưởng đến chất âm của phần mic và phần effect nhá. Cái DJ 100 này, cái gì vợt này ấy, là các anh em có thể là thay đổi một chút nhé, có thể là 100 hoặc 102. Và đây là giải quay dơ của phần main này. Kể cả là thay đổi giá trị Q ở đây ấy, là chất âm như vậy là nó cũng thay đổi nhé. Kể cả là thay đổi giá trị Q ở cái phần main này này, là như vậy chất âm nó cũng thay đổi. Thì đây là toàn bộ cấu hình của một chiếc vang số đời X, từ X3, X10. Các anh em có thể áp dụng được nhé. Và có làm limit đầu ra này, có làm limit đầu ra. Tiếp đến là cổng canter. Đặt độ lớn ở cổng canter về phần music nó cũng có ảnh hưởng chất âm của phần mic và phần effect. Đặt độ lớn của phần music này là nó ảnh hưởng nhá. Đây là cổng canter này. Cổng sub này. Đặt độ lớn ở cổng sub này nó ảnh hưởng chất âm của phần mic và phần effect. Đặt độ lớn hiện giờ đang để 300 nhá. Đang để 300. Thậm chí là cái delay này nó ảnh hưởng chất âm của phần mic và phần effect này. Hiện giờ đang đặt là 4 này. Các anh em cứ thử thôi. Các anh em cứ thử nhá. Bởi vì theo cái cảm nhận của em ấy, khi mà thay đổi cái delay này này, ảnh hưởng cả chất âm của phần mic và phần effect. Hiện giờ đang để là 4 này. Đây là toàn bộ cấu hình của một chiếc vang số đời X. Cụ thể là chiếc vang số X5 mà cài gửi cho em Hưng Yên. Đây là cổng sâu dao này. Đây là cổng sâu dao. Thì đây là toàn bộ một cấu hình dì vợt. Các bác anh em đang sử dụng vang số đời X có thể áp dụng được từ X3 cho đến X10. Thì thông qua cái việc căn chỉnh là rất là nhiều vang số đời X, cũng như là thông qua cái phản hồi của người dùng,
thì em có thể là đưa ra một cấu hình mà có lẽ rằng là các anh em tùy biến một chút thì có lẽ rằng là sẽ có một cái chất âm khá là hay ở trên nhiều bộ dàn khác nhau nhá. Vừa rồi đấy em có sử dụng là B&B, và kể cả các anh em nghe chất âm ở trên loa full ấy là như vậy, là nó cũng không khác biệt nhiều đâu. Thế cho nên rằng là đây là một cái mà thông qua kinh nghiệm nhiều năm cũng như cái phản hồi của các anh em khi sử dụng vang số DX của em ấy, thì là em có thể là chia sẻ các anh em để các anh em có thể là sử dụng được, áp dụng được trên tất cả các cái bộ dàn khác nhau nhé.